vì lý do nào đó mà họ ở một mình, hay những ngôi chùa mới xây không có capiya hộ giới nên những vị ấy đứng ra kêu gọi và nhận tịnh tài bằng tài khoản ngân hàng cá nhân của họ. Đôi khi con muốn cúng dường nhưng vì biết các vị ấy nhận tiền như vậy là không hợp luật nên trong lòng có lấn cấn. Trong trường hợp ấy con nên làm như thế nào? Sứ việc của mình nó không có giống như là ở miếng. Ở miếng ấy, thì khi một người mà muốn xây chùa thì đó là người cư sĩ và vị đó sẽ là người đứng ra. Có thể là vị đó là cái vị thí chủ chính hoặc là hùng hạp. Nhưng mà cái chuyện xây chùa đó không dính dáng gì đến ông sư. Tức là từ cái chuyện là thiết kế rồi kêu thầy thợ rồi quan sát rồi đốc thúc thi công tất cả mọi thứ thì toàn bộ là cư sĩ họ làm. Chứ không có dính dáng gì tới ông sư. Cho nên ấy, là cái vị tu sĩ đó chỉ việc là chờ thôi. Hoặc giỏi lắm là cố vấn là chư tăng cần cái này hoặc là chư tăng cần xây như thế này. Ngoài ra thì vị đó không có can thiệp. Nhưng mà ở Việt Nam ấy thì nó không có giống. Có những trường hợp ấy, nhà thầu nhận cái công trình đó rồi cũng Phật giáo Nguyên Thủy mà Phật tử thuần thành nha, đã từng có trường hợp như thế này. Họ cầm tiền rồi xong rồi họ đi du lịch rồi họ đi luôn, ngôi chùa dang dở. Chính vì những cái chuyện đó đó thì thường á, thường các chùa ở Việt Nam thì hiếm khi nào mà có capiya, tức là để tiền cho một người cư sĩ mà giữ hộ, đặc biệt là trong cái việc xây chùa. Nói thì buồn chứ còn bản thân mấy ông sư còn không tin nữa, được nữa thì nói gì tới cư sĩ. Khi mà một người mà nắm tiền nhiều ấy thì rất khó để mà đảm bảo là người đó có thể giữ được cái tâm ban đầu, để giữ được sự trong sạch. Nhưng mà ít nhất ông sư á thì ổng chịu trách nhiệm, ổng chịu trách nhiệm được. Bởi vì cái tâm thế của một ông sư khi mà ổng nhận tiền ổng xây chùa cho Tam Bảo ấy, cái suy nghĩ nó khác với một cái người cư sĩ. Quý vị có thể nói là sư thiên vị nhưng mà sự thật là như vậy. Khi mà sư tạo một cái tài khoản để dành, hoặc là khi một ai đó cúng dường chuyển tiền thì sư luôn hỏi rất là rạch ròi, đó là cái tiền này là cúng dường cho Tam Bảo hay là cúng dường cho chư tăng hay là cúng dường cho cá nhân, phải rạch ròi như vậy, nếu không thì không có dám xài. Bởi vì cái giới luật á nó ràng buộc. Còn cái việc mà một vị sư mà giữ tiền ấy, một vị sư giữ tiền để mà xây chùa, nếu xét về giới đó thì cái giới đó nó không có nghiêm trọng để mà vị đó phải mất cái lá y, như là bốn cái bất cộng trụ, giết người, hành dâm, rồi trộm cắp, rồi nói dốc pháp thượng nhân, hoặc là đến cái mức là những cái trọng tội như là xúc chạm phụ nữ, rồi mai mối, hoặc là những cái tội tương tự như vậy. Thì cái việc mà một vị sư giữ tiền ấy nó nằm ở trong cái tầng mức là cái tội đó.
nó nằm ở trong cái hạng thấp hơn. Và một vị sư thì một cái đặc điểm nữa như vậy nè, là vị đó có thể sám hối, và sau khi sám hối rồi đó thì vị đó trong sạch trở lại. Sư nói là nói để quý vị thấy ba điều. Thứ nhất ấy, là cái môi trường ở Việt Nam nó không hỗ trợ cho một vị sư không có giữ tiền. Cái thứ hai là cái tội đấy thì nó không có đến mức là nghiêm trọng như là cái tội bất cộng trụ hoặc là tăng tàn. Cái thứ ba là một vị tu sĩ thì cái tội đó vị đó có thể sám hối. Đương nhiên là trong vai trò của một vị tu sĩ thì sư không thể nào mà sư khuyến khích được. Nhưng mà sư nói để quý vị hiểu là cái khó của một ông sư ở Việt Nam nó không có đơn giản. Và trong trường hợp mà vị đó nghĩ là vị đó hy sinh, tức là vị đó chấp nhận là vị đó phạm giới để mà vị đó xây một cái ngôi chùa cho Tam Bảo, thì sau đó vị đó có thể sám hối thì vẫn được. Còn nếu mà quý vị mà xét cho nó quá kỹ đó, thì xin thưa là cái đó là việc của các nhà sư, đó là việc của các nhà sư. Vị nào mà giữ giới nhắm, mà vị đó giữ giới trong sạch hoàn toàn, mà trong sạch như vỏ ốc, thì có thể không không tới đó ở cũng được. Nhưng mà đó là việc nội bộ của các sư, chứ không phải là việc của cư sĩ ha. Cho nên á, là trong những trường hợp như vậy thì quý vị hoan hỷ thì quý vị cứ cúng dường. Còn nếu như không hoan hỷ thì thôi, kiếm chuyện khác vì hoan hỷ mà làm.